Xin chào anh chị và các bạn đã tới kênh Vượng Len. Hiện tại tôi đang có mặt ở căn số 16, tầng 19 của tòa S205. Có rất nhiều anh chị thì đang chưa rõ hướng tây nam của tòa S205 này đã nhìn ra đâu và tầm nhìn có thoáng và đẹp hay không. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé. Nhìn trên mặt bằng thì anh chị sẽ thấy tầm nhìn ban công của căn số 16, 17 và 18 là gần giống nhau. Còn căn số 15 thì bị chắn một chút bởi bức tường của căn số 16. Còn căn số 19 thì cũng bị căn số 18 chắn một ít. Tiếp tới là các căn 01, 02, 03 và 05A là bị chắn một phần bởi căn số 19, nên ở góc nhìn sẽ hạn chế hơn so với các căn bên trên tôi chia sẻ. Anh chị lưu ý rằng là các căn cùng hướng với căn số 16 thì có ban công chính là hướng tây nam, nhưng lệch về hướng nam nhiều hơn, nên là sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ nguồn gió nóng phía tây và gió lạnh ở phía bắc. Còn tất nhiên là căn hộ này thì vẫn có nắng chiếu vào, nhưng sẽ là nắng góc chếch từ hướng tây, chứ không phải là nắng trực tiếp chiếu thẳng vào căn hộ như là các căn hướng tây bắc hay là chính tây. Do ban công lệch về hướng nam nhiều hơn, nên là các căn hộ này sẽ đón được gió mát từ hướng nam. Vì vậy mà các căn hộ hướng tây nam thì vẫn đảm bảo được cái sự thoáng mát vào các thời điểm nắng nóng. Bây giờ chúng ta sẽ xem tầm nhìn chi tiết của căn số 16. Nhìn bên trái ban công thì chúng ta sẽ thấy căn này nhìn ra tòa S401 và S402 thuộc phân khu Sapi 4 và trường phổ thông liên cấp Vinschool. Gần hơn chút nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy cây cầu vượt và một phần của tuyến đường Metro số 6. Tiếp nữa là khu vườn nướng BBQ của phân khu Grand Sapphire hiện tại thì đang chưa xây dựng, và một tòa GS1 thì đang xây dựng dở. Bây giờ nhìn xa một chút thì anh chị sẽ thấy căn này còn nhìn ra được một phần của khu dân cư Tây Mỗ, và xa xa thì anh chị sẽ thấy hồ công viên trung tâm của dự án. Nhưng anh chị đừng vội vui mừng vì đó là tầm nhìn ngắn hạn thôi ạ. Sắp tới thì chủ đầu tư sẽ xây dựng tòa GS1 và tương lai thì chủ đầu tư sẽ xây dựng tòa Diamond, nên là sẽ chắn mất tầm nhìn ra hồ công viên trung tâm. Để cho anh chị dễ hình dung hơn thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua mặt bằng của dự án. Nhìn trên mặt bằng thì anh chị sẽ thấy hai đường màu đỏ, đó chính là phần giới hạn góc nhìn của căn hộ này. Anh chị chỉ có thể nhìn được phần giữa hai đường màu đỏ này thôi ạ. Nên là chính vì thế mà về sau căn hộ này sẽ không nhìn thấy được hồ công viên trung tâm. Nhìn chung thì góc nhìn bên trái của căn hộ này thì có tầm nhìn khá là thoáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang góc nhìn bên phải của ban công. Với góc bên phải thì tôi thấy tầm nhìn xa và thoáng hơn so với góc nhìn bên trái. Từ góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy được tòa Dimex 2 và cụm các tòa Golden An Khánh và các dãy biệt thự Glisimco, nên là tầm nhìn của chúng ta không bị chắn. Còn gần hơn chút nữa thì chúng ta sẽ thấy được sân tập và sân bóng cũng như là khu thương mại dịch vụ của phân khu Grand Sapphire, hiện tại thì chưa xây dựng. Tiếp nữa thì anh chị có thể thấy là con đường kết nối với trục đường Lê Trọng Tấn thì đang bị ngăn cách bởi một đoạn đường nhỏ nữa. Tôi có đánh dấu mũi tên ở trên video. Hiện tại thì đoạn đường này đang có cái đường điện chạy qua, nên là cần phải di chuyển được cái đường điện thì mới thông được đoạn đường này. Chắc hẳn thì anh chị cũng như tôi thì rất là mong muốn chủ đầu tư sẽ sớm hoàn thiện để cho chúng ta sẽ di chuyển được thuận lợi hơn. Nhìn trái và nhìn phải thì xong rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tầm nhìn thẳng của căn hộ này sẽ ra sao. Phía trước thì hiện tại tôi thấy là tầm nhìn rất rộng và xa, nhưng mà tầm nhìn này cũng chỉ là tạm thời thôi, vì là sắp tới tòa GS1 xây dựng lên thì sẽ chắn toàn bộ cái tầm nhìn thẳng của tòa S205. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là tòa GS3 và GS2 thì đang xây dựng, còn tòa GS4 và GS5 thì chưa xây dựng. Còn vị trí thì nó sẽ nằm ở phần khung màu đỏ như trên video. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá xong tầm nhìn hướng tây nam của tòa S205. Anh chị đánh giá sao về tầm nhìn này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Video cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.